cái đầu tiên mình đổi được vậy thì là nhiều hết. Cũng được, cũng chắc bữa nay có lý à, được đấy nhiều à. Nhổ mớ nặng còn để vô đó. Mình bỏ cỏ năng này vô gì anh? Đặng cho cá đựng gỗ. Dạ. À, đựng cho sằng mình á. Dạ. À, về bán cho nó dễ bán. Nó quậy nó sẽ tróc vẫy nè. À, anh bữa nay mình đặt bao nhiêu cái xì di anh? Đổ bữa nay đổ 100 cái. 100 cái luôn. À. À, mình chọn chỗ đặt như thế nào để cho có cá nhiều anh? Kể như chỗ mình đi chọn đó có cỏ, với hai nữa cho nó phẳng có trống đó. Nước nó thoáng rồi đặt dễ đặt, cá nó dễ đi. Mình đi đặt vậy rồi sao mình nhớ được chỗ mình đặt anh? Cũng như mình nhớ trong cái bụng mình về mình đếm được hết trơn à. Về mình ngủ mình đếm được hết. Mấy ngày đầu mình mới đặt thì mình có hơi quên không anh? Ít quên lắm, không có quên. Kể như cái nghề mà, cái nghề mình mặn hồi đó tới giờ không có quên được. Cái sợi dây này thì mình làm ha? À, làm nhà. Còn nếu mình mua thì bao nhiêu tiền? 25.000 một cái. Mua thì 25.000 một cái. Con này toàn bỏ anh làm còn, nhà? Còn làm nhà hết. Vô. Ủa anh xài gì thì mình đặt làm sao anh? Kể như mình chống lại chùm cỏ phải không? Rồi bắt đầu mình mới dòm thấy cái địa hình cũng như là cá mình dòm thấy nó có ngớp. Thứ hai nữa mình phải kiếm cái phẳng trống hơi đặt đặng cho con cá nó thoáng, nó lội, nó dễ lội vô. Rồi mình đặt mình xuống mình phải dọn nền, lúc đầu mình phải xuống dọn nền, dọn cho nó tới dưới đất rồi sạch sẽ đàng hoàng, mình mới cầm cây di mình đặt, mình mới gà vô gốc cỏ. Gốc cỏ rồi đầu mình mới kéo chở ra cơ bản vài phân vậy đó cho con cá nó thấy cái miệng hôm. Rồi bắt đầu mình mới đặt xuống cứng cái cát đàng hoàng, mình mới nắn cục ngồi, nắn cục ngồi gì cái bắt đầu mình mới bỏ vô cái miệng xì di. Như gì đó, rồi mình mới lấy cái nồng mình mới trồng lên cái nồng đừng cho con cá nó nhảy ra ngoài. Rồi bắt đầu mình mới gom cỏ lại, mình mới lấy cọng kẽm, mình mới buộc cây dây cho nó đứng lên cho nó cứng cát đàng hoàng, đừng cho có gió, đừng cho cái cây dây nó đừng có nhúc nhích, cá nó dễ vô dạng vô hơn. Yeah. Rồi. Vậy là mình đặt xong ha. À, rồi vậy đặt xong rồi mình chống đi chỗ khác. Yeah. À. Cá rô là loài cá rất phổ biến trên ruộng đồng Tây Nam Bộ. Mùa nước nổi, cá rô lên ruộng để kiếm thức ăn là những bông lúa rụng hoặc những hạt lúa chét tái sinh sau vụ gặt trước mùa nước. Cá rô lớn rất nhanh vì lúc này thức ăn trong thiên nhiên rất phong phú. Những con cá rô bí nhỏ xíu đầu mùa nước chỉ độ tháng sau có con to cỡ 3 đến 4 ngón tay, trọng lượng khoảng 150 đến 250 gram. Lúc này người ta gọi là cá rô mề. Thưa quý vị, xà di chỉ dùng để đánh bắt cá rô và mỗi cái đổ như thế này thì được khoảng 500 gram. Nên đòi hỏi người đặt xà di phải đặt khoảng 100 cái thì mới có cá nhiều. Đặt xà di này cũng phải có cái kinh nghiệm mới được, mình phải biết cái chỗ đó có con cá
đặt như tôi gì thì nó nghe mình phải kiếm gốc phé đồ đặt gốc bọng đồ đặt nó mới chạy mạnh hơn người ta được, nhưng nó đặt khơi khơi thì mắc hết trơn rồi đó, vậy đó. Anh cánh đồng này có nhiều người đặt xài riêng như mình không anh? Có, kể như đặt cũng nhiều lắm. Rồi bây giờ kể như đặt cũng thời gian cũng lâu quá rồi, giờ cá nó yếu rồi, giờ ta cũng chuyển đi đồng khác. Chuyển đồng khác còn ta kiếm cá nhiều hơn, còn tôi thì kể như nằm hình đây tới mùa luôn, mãn mùa về luôn chứ không có đi nữa. Dạ. Đi hoài thấy cực quá trời cực. Kể như thời điểm này mình cũng đang vô mùa đó, vô kể như vô vụ thì kể như lúc này đặt thì cũng được, như mới xuống có tháng ngoài à, kể như bên tôi qua cũng đông lắm, đậu chung nhau đó, rồi anh em tổ lên đồng đặt bắt cũng cá, nó nghe năm nào qua đây bắt cá cũng nhiều, kiểu năm nào như năm nấy gì đó. Bây giờ mình mới đặt thời gian cũng cỡ tháng ngoài à, bây giờ lúc này mình cũng vô vụ đó, ngay vụ đó cũng mặn, cũng còn cỡ 2 tháng nữa mới gọi vụ được. Bây giờ mình qua đồng khác hả? Thì cứ như sáng giờ á, mình đổ cánh đồng này rồi đó, bây giờ mình sửa sạn chạy máy ra cánh đồng khác có khoảng 2 cây số nữa mình mới tới chỗ đầu sợi dây mình lên mình đổ nữa đó. Người đặt sợi dây như anh Vinh không khác gì thân cò vạc, lặn lội nay đồng này mai đồng nọ. Cánh đồng nào, anh cũng chỉ trụ lại 2-3 bữa hoặc nửa tháng là dời đi nơi khác. Từ đầu mùa nước nổi cho đến những ngày giáp Tết mới về, anh Vinh không thể nhớ đã dời điểm đặt bao nhiêu lần. Cái như sáng mình đem cơm xuống xuồng, cái mình vô đồng mình đổ cỡ khoảng 7-8 giờ, cái mình ăn cơm, cơm rồi mình đổ tới trưa về, cái chứ nó để đừng cho nó đói, chứ xa quá thì chống không nổi, phải đem cơm theo mới được. Đó là chữ biết nhiều rồi đó, không chịu học, cũng không bên làm miếng. Thì cũng như mình mặn gì á, thì kiểu như mùa nước tới thì mình cũng không có sợ gì mặn hết. Mà cái nghề thì cũng như từ hồi đó tới giờ, cha mẹ cũng như anh em đồ, hồi đó giờ ông già, rồi tới truyền cho con, rồi mặn cái nghề này cũng yêu thích nữa, mà mặn phá quá phá rồi. Nhiều khi mình mặn riết rồi nó nản quá trời, nó nản, mà không có nghề thì phải gán làm thôi chứ không biết sao nói giờ. Kể như đi mằng đặt thì gì rồi, bắt đầu về cái Tết nhất tới cái ở không được mấy ngày, chơi mấy ngày Tết cái bắt đầu xây ngang đi mằng. Mằng tới cái ngày đi mà chưa rồi nữa. Mằng lâu 4-5 tháng trời. Vùng Đồng Tháp 10 rộng khoảng 700.000 hecta nằm trong 3 tỉnh Long An, Đồng Tháp và Tiền Giang. Đây là vùng đất lòng chảo, có thảm thực vật rất phong phú, là môi trường lý tưởng cho các loài thủy sản sinh sôi. Hàng năm nước nổi đã bổ sung một lượng nước và cá khổng lồ, biến nơi đây thành vương quốc cá với trên 150 loài, bao gồm cá đồng và cá sông. Các cánh đồng ở Tân Thạnh cũng là một phần của vùng Đồng Tháp 10. Hàng năm các cánh đồng này chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, cũng theo con nước mà cá tôm về đây sinh sống rất nhiều. Và ở đây chưa ai thống kê mỗi mùa nước về có bao nhiêu gia đình phải ngâm mình trong biển nước để kiếm cái ăn, cái mặc.